Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhân Long Audio Hà Nội. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu CD Tubi của hãng Lichtman có model là D380. Đây là một trong những chiếc đầu CD cao cấp sử dụng bóng đèn điện tử của hãng Lichtman. Nói đến dòng Lichtman thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là một trong những thương hiệu rất là lớn ở Nhật Bản. Và Việt Nam mình được rất nhiều các bác ưa chuộng những dòng Lichtman này. Lichtman thì nó có cái phân khúc giá tiền rất là phù hợp cho nhiều các bác chơi audio. Con đầu CD Lichtman này về trong tình trạng là hàng nguyên thùng, gần như mới cứng luôn. Sử dụng đầu tiên tại Việt Nam và có đầy đủ tất cả các giấy tờ điều khiển dây nguồn đi kèm theo máy. Con này thì nó là quá mới luôn, hàng lướt nhưng mà nó rất là mới, không thiếu một cái gì cả. Vâng, đây là dây nguồn của Lichtman thì các bác cũng đã biết rồi. Đấy. Và đây là khiển của chiếc đầu CD Lichtman 380. Đấy, 380 thì khiển rất là mới luôn các bác nhé. Và con này nó là hàng hàng ship Nhật về. Đây em sẽ đầy đủ tất cả các giấy tờ đi kèm. Đấy. Nói chung là chiếc đầu CD này gần như mới cứng luôn. Và cái giá nó cực kỳ tốt cho các bác luôn. Các bác sưu tầm những chiếc đầu CD Tubi này thì giá cực kỳ là tốt luôn. Đây, D380. Giá mới con này đang bán đâu khoảng tầm 98 triệu. Đấy, con này giá cực kỳ tốt cho các bác, là giá để cho các bác là 68 triệu luôn. Lộc phát luôn, giá rất là đẹp. Và nó còn có cả cái phong thư của Nhật đây. Em sẽ bóc ra xem có cái gì, hay lại có ít tiền yên thì ngon. Đây, phong thư của Nhật. Đây kiểu như giấy tờ đi kèm theo hãng. Đây, rất là xịn sò luôn. Đây đúng thực sự là giá chiếc đầu này thì đúng là giá trị sưu tầm rất là cao luôn. Đầy đủ các giấy tờ của Nhật. Đây nó giống như kiểu cái phiếu bảo hành D380. Đó, rất là mới. Chiếc đầu CD này thì nói chung là con chiếc đầu CD này thì cơ bản là các bác quan tâm về giá thôi, còn về cái mức độ đẹp của nó thì không có gì để chê được. Con này thùng thiếc là rất là mới và cực kỳ máy, rất là mới, mới gần như mới cứng luôn. Đấy, con này hàng ship Nhật về. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu cho các bác các góc cạnh cũng như tổng thể bốn mặt cho các bác biết được cái mức độ đẹp của chiếc đầu CD này. Đây, thùng rất là mới các bác nhé, D380 rất là mới. Đây, bóng điện tử đây. Và dòng này đã sử dụng vỏ gỗ nhé, vỏ gỗ zin luôn các bác nhé. Lichtman D380 rất là mới luôn. Con này là mặt phay nhôm trắng thôi nhá. Đấy, mặt phay nhôm trắng và tất cả điều khiển dây nguồn, mọi giấy tờ liên quan đến chiếc đầu CD này đều có đầy đủ cả. Các bác nào có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại 0911 886 và 266. Và giá chiếc đầu CD này một lần nữa em báo cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó là giá 68 triệu. Giá lộc phát luôn. Và giá mới của con này đang bán đâu khoảng tầm 98 triệu đến 100 triệu. Đấy, đây là đưa cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn để các bác chơi. Đây. Cái núm điếc này còn nguyên cả chữ Lichtman này. Đấy. Biểu tượng của Lichtman này, giác thì là chưa có vết cắm vết kia gì cả, đầu mới tinh luôn. Vâng, video giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.